Xin chào bác, chào mừng các bác đã đến với kênh HLT Channel. Hôm nay mình đang ở Kim Bảng, Hà Nam. Mình lại qua trại nhánh thức. Quy mô ở ô trại này thì giờ tầm khoảng 200 con và cũng làm giờ tầm khoảng 25 năm rồi. Hôm nay thì có cái chuyến tour đi cho các bác kết nối với nhau về từ đó là nguyên liệu các thứ rồi từ các trại bò với nhau. Đó. Đây là trại nuôi toàn bò ba b thịt thôi, vô béo thôi. Bắt từ nhỏ những cái dòng bò rơi tầm khoảng trên 2 tạ như thế này. Trên 2 tạ như thế này. Và sau đó rơi tầm khoảng nuôi khoảng 10 đến 12 tháng sau thì bán. Đó. Ở đây rẻ bắc là rất là thoáng, cạnh cái chuồng này là có cái núi. Ở đây là hai người chăm sóc chính hả cô? Vâng. Hai người chăm sóc chính. Thế bây giờ là dinh dưỡng gồm những cái gì hả cô? Ngô, cám, ba bia. Bia. Ba bia, rơm. Cả có cả ba đậu luôn ạ. Dạo này có cả ba đậu luôn ạ. Thế là giả sử như là một buổi sáng như thế này là cô sẽ mất khoảng thời gian bao nhiêu lâu cô? À? Mất khoảng mấy tiếng ạ? À. Là cả dọn dẹp chuồng trại lẫn cho ăn cho uống cái thứ đấy hả cô? Nhưng mà thức ăn ở trong trong chuồng kia hết à? Thức ăn là ủ ở trong chuồng kia cộng với lại lấy trong kho ra luôn đúng không ạ chị cô? À. Tức là không phải đi cắt cỏ quá. Không phải đi cắt cỏ đó. Nhưng mà nếu mà cắt cỏ thì phải có thêm người. Nếu mà giả sử như mình có sẵn thức ăn, nếu có rơm trong kho, ngủ trong kho và cỏ thì lấy về chẳng hạn thì nó sẽ nhanh hơn. Và đối với bò vỗ béo này thì thực sự sẽ bắt đầu cũng chẳng cần đó là cỏ xanh đâu, chủ yếu là ngô ủ đấy. Như anh bây giờ hiện tại là có cả bã đậu này, xong bắt đầu là lấy ngô ủ rồi rơm các thứ cho ăn thôi, nó khá là nhàn. Và làm cái chuồng đệm lót sinh học này cũng nhàn lắm. Cái này là phải bảo anh thức là phải phun ruồi đi, phun thuốc sát trùng cái thứ định kỳ. Các bác nhìn thấy bò cũng được ấy nhỉ, những cái dàn bò là mới bắt như vậy đó, đây vẫn còn giảm đây này. Này là phải tách riêng ra, bò mới bắt mà lại cho cùng với những con bò to này có thể là nó tranh nó húc nhau thứ này. Nó cũng không ổn cho lắm ạ. Đó, còn nhiều bác hỏi là làm một cái chuồng bò rơi tầm khoảng 200 con như thế này cộng với lại đầu tư chuồng trại như thế này thì mất khoảng bao tiền. Mình chia sẻ với bác là mình sẽ tính cho bác luôn ha. Đầu tiên đó là tiền làm chuồng thì cũng không dưới, rơi vào tầm khoảng 2 tỷ đồng đối với cái chuồng như thế này ha, không dưới 2 tỷ đồng đâu. Và thứ hai đó là con giống. Và sở nha, bây giờ mình bắt rơi tầm khoảng 20 triệu con, bây giờ 22 là 4, khoảng 4 tỷ nữa, cộng với 2 tỷ là 6 tỷ. Và đối với lại diện tích trồng cỏ thì mùa hè này thì 5 ha là có thể đủ cho rơi tầm khoảng 200 con này ăn rồi. Nhưng mà đối với mùa đông như rẻ bác là 10 ha chưa đủ. 10 ha chưa đủ mùa đông, bởi vì mùa đông là cái cỏ nó không lên được. Đó. Chính vậy rẻ bác là cái cỏ nó quyết định rất là quan trọng trong cái chăn nuôi bò. Nó quyết định về cái gì? Thứ nhất là nó quyết định về cái giá thành. Nếu các bác chủ động được ngô, các bác chủ động được cỏ thì giá thành nó thấp. Còn nếu các bác phải mua nhiều thì giá thành nó cao. Thế thôi. Đó. Còn chăn nuôi bò thịt này nó cũng khá là dễ. Các bác chỉ cần làm đầy đủ các loại thuốc, vaccine, mọi thứ là ok rồi. Đó thì vừa rồi mình vừa tính cho bác sơ qua đó là nguyên tiền chuồng với tiền giống rơi tầm khoảng 6 tỷ. Chưa tính tiền công nhân nha, tiền duy trì, tiền ăn của nó phải mất rơi tầm khoảng 1,5 triệu một con một tháng, tính trung bình cả đời con bò đó, rơi tầm khoảng 12 tháng mình nhân lên thôi. Tức là cái tiền ăn một năm nó phải rơi vào tầm khoảng
3 tỷ 6 đến khoảng 4 tỷ tùy ha. Nguyên tiền ăn đó. Thì tính ra nó cũng phải mất rơi tầm khoảng chục tỷ rồi đó. Chục tỷ mà mình chưa tính tiền công nhân, giả sử nhân công ở đây rơi tầm khoảng 2 người, hay mỗi người rơi tầm khoảng 7 triệu chẳng hạn, thì 2 người rơi tầm 14 15 triệu một tháng. Thì 12 tháng các bác nhân lên. Đó. Thì cũng phải rơi tầm cả chục tỷ rồi. Chục tỷ mà mình còn chưa tính tiền lãi ngân hàng, rồi rất nhiều các chi phí, rồi cái độ hao hụt này nọ thứ, nhiều vấn đề lắm các bác. Thế vì vậy là nuôi bò như thế bác là không phải đơn giản đâu, không phải ai cũng làm được đâu các bác. Đó. Đây những con bò như thế này chẳng hạn thì chắc chắn là anh cũng vỗ được rơi tầm từ 8 đến 10 tháng rồi. Anh vỗ rơi tầm 2 tháng nữa là anh sẽ xuất bán đó. Và nhiều con chín rồi thì có thể xuất bán được rồi. Giả sử như những con đẩy cổ lên như thế này thì xuất bán được rồi này. Đấy, những con nào đẩy cổ thì xuất bán được rồi này. Nhiều tiền đấy các bác. Nuôi bò này nó cũng khá là dễ. Nó khá là dễ về tiền thuốc, tiền thang của nó cũng ít thôi, nó không có nhiều. Giả sử như bây giờ một con này một năm thì mất đâu đó rơi tầm khoảng 400 đến 500 nghìn cái tiền tiền thuốc một năm, vaccine một năm. Đó, chắc tầm vậy thôi, cả công làm mọi thứ chắc phải mất một con rơi tầm 400 đến 500 nghìn. Những cái tiền phòng, giả sử như ghẻ dẫn run, sán lá gan, ký sinh trùng máu, rồi viêm da nổi cục, tụy trùng, lở mồm long móng, định kỳ mình làm. Rồi thỉnh thoảng nó nhiều con nó bị bệnh các thứ nữa quá. Nhiều con nó bị bệnh thứ nó. Những cái chi phí lặt vặt cực kỳ nhiều luôn. Và nhất là đối với thời điểm này là cái thời điểm mà như thế bác là phải chuẩn bị đủ rơm này. Rơm bây giờ hiện tại là rất là ngon. Rơm cực kỳ ngon luôn bác nhé. Mùa này là mưa nó ít mà nắng nó sẽ rất là gắt và độ ẩm nó cũng khá là thấp. Thế chính vậy là rơm sau khi cắt rơi tầm khoảng 2 đến 3 ngày là khô cong hết rồi. Và lúc đó là lấy máy cuốn cuốn về. Bác nhớ là cố gắng là thời điểm này lấy thật nhiều rơm cho mình. Thật nhiều rơm cho mình. Càng nhiều càng ít. Bởi vì là rơm nó không có hết đát đâu các bác. Mùa đông không có cỏ thì các bác vẫn có rơm cho bò ăn. Tăng thêm ít cám là ok rồi. Đó. Rồi tiếp theo là khoảng tháng 7, tháng 8, tháng 9 là cái tháng mà các bác phải ủ cỏ, ủ ngô. Các bác phải lấy thật nhiều cỏ, nhiều ngô về để ủ. Giả sử như mỗi con này phải trung bình đâu đó rơi tầm 1 tấn ngô để chuẩn bị cho mùa đông. Tức là 100 con phải mất đâu đó rơi tầm cả 100 tấn, hơn 100 tấn ngô. Cộng với lại phải mỗi con phải rơi tầm khoảng hơn 2 tạ. Rơm thì các bác cứ tính đâu đó rơi tầm khoảng, giả sử như 100 con là phải mất mà hơn 20 tấn. Hơn 20 tấn rơm thì mới đủ cho mùa đông. Cộng với lại ngô ủ, cộng với cỏ xanh cover vào thì mới đủ được. Chia sẻ bác là đối mùa này mà các bác không có chuẩn bị được rơm, không có chuẩn bị được ngô ủ, cỏ ủ thì sẽ trả giá rất 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 là nhiều. Đến mùa đông chia sẻ bác là đi mua đắt lắm. Giả sử như đối mùa này rơm chẳng hạn, một quận của nó đâu đó rơi tầm khoảng trên 20.000, về nhà bác rơi tầm khoảng 28-30.000. Còn đối mùa đông á, có thể 50-60.000 một quận. Đấy là cái vấn đề rất là nan giải. Rồi cỏ xanh thì không có, mà mình không có ngô ủ để vỗ con bò này á, sau này trả giá rất rất là nhiều. Chính vậy để bác là các bác phải chuẩn bị, mùa này các bác phải chuẩn bị đầy đủ các loại thức ăn, các thứ đi. Không mà mệt lắm. Ở đây này, chia sẻ bác lại cái chuồng này. Các bác có thể thấy là cái chuồng rất là cao, đúng không? Cực kỳ cao luôn. Nó phải rơi tầm trên này, phải trên đỉnh mái phải rơi tầm 7 mét. Bên này phải rơi tầm khoảng trên 5 mét. Này. Đó, rất là thoáng luôn. Và làm chuồng theo kiểu đệm lót sinh học. Có sân chơi mọi thứ ra ngoài, bên này thì không có, nhưng bên kia bên này thì có sân chơi ra ngoài. Và đấy các bác có thể thấy là làm một cái hệ thống mà kiểu khung
như thế này rất là hay, khung như thế này rất là hay. Và đây các bác có thể thấy là cái máng ăn này cao hơn có mặt lèn thả bò đâu đó rơi tầm khoảng 35 phân, sẽ giúp cho con bò nó ăn uống tốt hơn, dễ dàng ăn hơn. Đây các bác có thể thấy là giả sử như trên này á, nó có thể ăn hết, nhưng ở bên dưới này làm thấp bằng cái mặt lèn, vì cái này là anh ấy vừa cải tạo lại, thế là nó sẽ gặp cái trường hợp là mình không nâng được lèn lên ấy. Đó thì con bò nó cúi xuống nó ăn như thế này, như thế bác là nó ngại, nó không thích nên là phải cúi, thậm chí nó phải quỳ xuống nó ăn. Đây là cái đường đi này, cái máng này so với cái mặt lèn nó bằng nhau, chính vậy nó không được hiệu quả đâu, nó không được hiệu quả như đây các bác có thể thấy. Đó đây trên cao này nó ăn gần hết, trên cao này nó ăn gần hết, còn bên dưới kia nó vẫn còn để nguyên luôn. Chính vậy là các bác phải để ý về cái thiết kế chuồng nếu mà sau này bác nào mà làm. Đấy vừa rồi tính cái chi phí mình còn chưa tính nữa là cái kho kiếc mọi thứ. Rồi tiếp theo đây đây, máy băm, máy xúc lật này lọ thứ cũng phải mất rơi tầm cả vài trăm triệu, thậm chí là cả tỷ luôn đấy, không phải đơn giản đâu. Các bác có thể thấy là rất là thoáng, rất là mát. Chắc cái chuồng này thì anh cũng chuẩn bị nhập bò vào này, cũng chuẩn bị nhập bò vào đấy. Giả sử như cái máy này chẳng hạn thì chắc phải rơi tầm khoảng 65 triệu cái dòng máy như thế này, 65 triệu đó. Đó. Đấy, một tổng quan trang trại trong buổi sáng ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bác. Các bác thấy tuyệt vời không? Các bác cho ý kiến ở dưới comment nha. Mình chỉ làm video ngắn ngắn này thôi, chia sẻ với bác đó là cái trang trại nhà anh Thức, các bác có thể tham khảo. Mình kết thúc video tại đây đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Xin cảm ơn toàn thể bác. Xin chào.